chơi hết mình thôi. Còn cái việc mà thắng thua thì để cho anh Huy Tuấn anh lo. Sao thế? Lần dạ. trước bán kết là anh đã gặp một trường hợp như thế dạ. và anh không bao giờ muốn lặp lại việc dạ. đấy. Hôm nay là em với lại bạn Tùng Dương là có bàn với nhau, là em cho 10 hết, còn lại nhiều giao cho anh. Một lần nữa được gặp lại ba vị giám khảo rất đẹp trai ạ. Lấp lánh. Vâng, lấp lánh ngày hôm nay rất là lấp lánh. Thực ra là khi nghe tới việc Tùng Dương sẽ có mặt trong đêm chung kết, cho nên là tôi và anh Nguyễn Hồng Thuận có gọi điện nói chuyện với nhau rất lâu, cả một tuần rời để bàn về việc trang phục như thế nào để có thể đánh nổi bại hơn anh Tùng Dương. Nhưng mà có vẻ như là vẫn không, chưa thành công lắm. Em nghĩ là hôm nay hai anh đã bàn nhau này rồi, cho nên hai anh nổi hơn em rất nhiều. Nhưng phải gộp lại đúng không? Hôm nay là anh với em rất là matching với lại MC. Dạ vâng, trời ơi, cái cùng em thôi, mời hai về với nhau. Hai đội tôi về với nhau. Đội hình như này là quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Nhưng mà với sự quay trở lại lần này thì em nghĩ là sẽ đặc biệt hơn. Bởi vì là đây là đêm thi quyết định, đêm thi chung kết. Thì với anh Huy Tuấn là một người đã đồng hành cùng với các thí sinh Trời Sinh Một Cặp ở rất là nhiều mùa. Để nói về cuộc hành trình với 12 tập phát sóng và rất nhiều những vòng thi thì anh sẽ chia sẻ điều gì ạ? Thì thực ra là năm nào cũng vậy, đến vào cái thời điểm này nó cũng tràn đầy cảm xúc và tiếc nuối. Bởi vì Trời Sinh Một Cặp đối với tôi nó giống như gia đình rồi. 7 năm nay tôi đã gắn bó với chương trình này. Và tôi cũng gặp gỡ rất là nhiều những đội trưởng hay ho, những thí sinh xinh đẹp, tài năng. Thí sinh đến đây với Trời Sinh Một Cặp đều là một cái hành trình rất là rực rỡ của họ. Và hôm nay tôi hy vọng là họ sẽ có một đêm trình diễn cực kỳ là nổi bật và thành công. Cảm ơn anh. Còn với anh Tùng Dương, một trong những giám khảo mà có 2 năm liền chấm đêm chung kết, năm nay tâm thế của anh thì có khác gì nhiều với năm ngoái? We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng, nhà vô địch, và đã bước qua được chính những cái áp lực của chính bản thân mình và chiến thắng chính mình. Thì Dương nghĩ rằng là các bạn thí sinh đã vào vòng chung kết này rồi. Giống như năm ngoái, Dương lại thấy được những cái không gian rất là quen thuộc, những cái tinh thần rất quen thuộc từ các bạn đều đã chiến thắng chính mình trong cuộc thi chung kết. Dạ vâng. Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận, anh muốn nhắn nhủ điều gì đến 4 thí sinh của chúng tôi ạ? Một điều mà mọi người có thể thấy rõ là các nhất là các bạn thí sinh đó, ở trong đêm bán kết thì các bạn vẫn còn cái điều gì đó khá là tâm lý. Và các bạn khi mà đứng trước cái dàn giám khảo mà đặc biệt nổi tiếng về khó tính này thì các bạn có vẻ hơi rụt rè. Cho nên là ngày hôm nay ở đêm chung kết là cái đêm cuối cùng rồi. Thuận rất là mong là các bạn sẽ quên hết đi, cứ coi là một cái đêm cơ hội cuối cùng để mình tỏa sáng. Thì mình cứ chơi hết mình thôi. Còn cái việc mà thắng thua thì để cho anh Huy Tuấn anh lo. Sao thế? Lần dạ. trước bán kết là anh đã gặp một trường hợp như thế dạ. và anh không bao giờ muốn lặp lại việc dạ. đấy. Hôm nay là em với lại bạn Tùng Dương là có bàn với nhau, là em cho 10 hết, còn lại nhiều giao cho anh. Một lần nữa xin được cảm ơn bộ ba giám khảo và xin mời các anh sẽ quay trở về vị trí của mình ạ.